Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là vấn đề tiếp tục được đặt ra với hệ thống giáo dục đại học, nhất là chúng ta chuẩn bị bước vào năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Hội thảo cấp bộ đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển của người học là thêm một tiếng nói góp phần hoàn thiện, đưa chương trình đổi mới đi tới thành công. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhà giáo, nhà nghiên cứu đến từ 18 trường đại học, học viện nghiên cứu trên địa bàn, 80 bài viết, tham luận về nhiều nội dung phong phú trong biên soạn giáo trình, phát huy năng lực người học, giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, công tác cải thiện chương trình đào tạo ngành ở bậc đại học, ứng dụng study trong giảng dạy đại học ngành kinh tế, v.v. là sự gửi gắm tâm huyết của các nhà giáo. Những vấn đề bất cập cũng được đặt ra nhằm khắc phục phương pháp giảng dạy và học tập hàn lâm xa rời với thực tiễn, phải hướng việc đào tạo với nhu cầu của xã hội và vai trò trọng tâm của người thầy. Chúng tôi muốn qua đây để tìm ra những cái phương pháp giảng dạy tích cực và áp dụng ngay theo cái khả năng thực tế của Đại học Đại Nam. Trên cơ sở đó để tạo ra cái sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng đào tạo ở trong nhà trường chúng tôi, để cho sinh viên của chúng tôi ra trường trong quá trình học tập thì được các thầy khơi dậy toàn bộ cái khả năng thực tế của các em, và ra trường các em có thể bước vào công việc không có bỡ ngỡ, đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội cũng như của các doanh nghiệp. Từ hội thảo, những kinh nghiệm của phương pháp giảng dạy tích cực tiên tiến sẽ được áp dụng tạo bước đi mạnh mẽ cho giáo dục đại học nước nhà. Trung tâm Đào tạo và Nghệ thuật Những Ngón Tay Bay đã tổ chức sự kiện chào hè 2015 và kỷ niệm một năm ngày thành lập. Trung tâm Đào tạo và Nghệ thuật Những Ngón Tay Bay FFC được thành lập vào tháng 6 năm 2014. Cho đến nay, trường đã chào đón hơn 759 học viên với các lớp học câu lạc bộ năng khiếu cho nhiều lứa tuổi. Được thừa hưởng nền tảng của phương pháp giáo dục Montessori và cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế của trường mầm non Những Ngón Tay Bay, FFC lấy tôn chỉ coi trọng sự khác biệt của từng học viên để khám phá tiềm năng riêng. Với các khóa học về năng khiếu nghệ thuật, FFC giúp trẻ bồi dưỡng và phát triển năng khiếu, nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật, chia sẻ và khám phá cảm xúc qua việc học âm nhạc, mỹ thuật và múa. Với lĩnh vực kỹ năng sống, FFC nỗ lực tạo dựng một môi trường để các em thỏa sức sáng tạo và phát huy thế mạnh của mình thông qua các hoạt động khoa học thực tế. Qua đó, nhà trường cam kết tiếp tục nỗ lực mang lại cho trẻ không gian sáng tạo, hướng dẫn trẻ xây dựng các kỹ năng, kiến thức nền tảng cần thiết trong cuộc sống. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Một nhóm các nhân viên Liên Hợp Quốc đã tới thăm hơn 200 người di cư được Hải quân Myanmar cứu trên hai chiếc thuyền của nhóm buôn người của Thái Lan. Những người này đến từ Bangladesh và hiện đang ở thị trấn Maung Dau, bang Rakhine, Myanmar. Cách đây 2 ngày, Hải quân Myanmar đã phát hiện 2 tàu đánh cá ở ngoài khơi thị trấn Maung Dau chở theo 208 người Bangladesh đang trôi giạt trên biển. Nhà chức trách Myanmar đã đưa họ đến trại tị nạn Anumo và chu cấp nơi trú ẩn, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác. Cùng với đó, các cơ quan nhập cư của Myanmar đã cho hồi hương 11 người Bangladesh được cứu trợ cách đây 3 ngày. Thời gian gần đây, hàng nghìn người Bangladesh và Rohingya ở Myanmar đã tìm cách vượt biển ra nước ngoài tị nạn. Ước tính khoảng 3.000 người đã được các nước Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia và Thái Lan đưa lên bờ và hỗ trợ nhân đạo. Số người nước ngoài nhập cư vào Anh trong năm 2014 đã lên tới 318.000 người. Theo số liệu chính thức từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, con số này còn cao hơn nhiều so với mức 209.000 người của năm 2013, và đây là mức tăng mạnh nhất kể từ thời điểm năm 2005. Khi đó, con số người nhập cư của Anh lên cao kỷ lục là 320.000 người. Số liệu trên được đưa ra vài giờ trước khi Thủ tướng Anh Cameron công bố dự luật mới nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư đang đổ xô vào xứ sở sương mù, và một ngày trước khi ông có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Liên minh châu EU nhằm vạch ra kế hoạch cho cuộc đàm phán về quan hệ của Anh với EU. Ông Cameron từng tuyên bố sẽ thuyết phục EU tiến hành cải cách, trong đó có việc hạn chế người nhập cư. Anh là một trong những nền kinh tế hoạt động hiệu quả nhất trong EU, đang là điểm đến hấp dẫn cho những người đang tìm việc làm trong EU. Sau gần 2 tuần diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Liên hoan phim danh giá Cannes sẽ chính thức khép lại với lễ trao giải ấn tượng. Theo ban tổ chức, Liên hoan phim Cannes 2015, sự kiện điện ảnh quốc tế lớn nhất diễn ra tại châu Âu, trình chiếu hơn 50 tác phẩm, trong đó 21 phim tranh giải cành cọ vàng. Đặc biệt, chủ tịch ban giám khảo Cannes năm nay do anh em nhà làm phim người Mỹ là Joel Cohen và Ethan Cohen đảm nhiệm.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên hoan phim Cannes có đồng chủ tịch trong ban giám khảo. Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của Liên hoan phim lần này là sự lấn át của các phim nói tiếng Anh. Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, Cannes 2015 cũng không nằm ngoài dòng chảy khi có hơn một nửa số các bộ phim tranh giải cành cọ vàng được thực hiện một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng Anh. Một trong những lý do chủ yếu được đưa ra là phim bằng tiếng Anh sẽ dễ dàng thâm nhập thị trường Bắc Mỹ khổng lồ. Trong khi đó, số phim của Pháp dự giải năm nay chỉ là 5 phim, ít hơn so với những năm trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Sau đây là những thông tin về thể thao và dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai. Mẹ ơi, sao ngày nào mình cũng phải uống sữa vậy? Con cần đến lớp để không bỏ lỡ bài học hay, vì con nhiều điều hữu ích cần cha mình xem mỗi ngày. Vì nhà mình cần khỏe vui để không là gì xung vầy. Vinamilk và vitamin D cho ta khỏe vui mỗi ngày. Vinamilk sữa tươi khỏe để đừng bỏ lỡ niềm vui. Sữa tươi Vinamilk 100% với vitamin D cho miễn dịch khỏe bảo vệ gia đình. Vinamilk sữa tươi số 1 Việt Nam. Bạn có biết toàn bộ hệ thống 5 trang trại của Vinamilk là những trang trại đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn quốc tế Global Gap? Giống bò ở đây đều được nhập trực tiếp từ Úc và New Zealand. Quy trình chăm sóc bò đạt chuẩn Global Gap bao gồm khẩu phần dinh dưỡng, hệ thống chip theo dõi sức khỏe và quản lý chất lượng nghiêm ngặt từ thị điển. Trang trại bò sữa Vinamilk, tiêu chuẩn quốc tế cho nguồn sữa tươi thuần khiết. Trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An, trang trại bò sữa xuất sắc nhất Việt Nam. Do đã sớm giành chức vô địch, Barcelona chỉ tung ra sân đội hình 2 cho trận đấu cuối cùng của giải tiếp đón Deportivo La Coruña. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn nhập cuộc đầy hào hứng trước một đội khách đang phập phồng lao xuống hạng. Làm chủ trận đấu, không khó để Barca có được hai bàn thắng vượt lên do công của Lionel Messi. Đến lúc này, Deportivo coi như đã nhận vé xuống hạng. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu tuyệt vời của họ đã được đền đáp xứng đáng trong hiệp 2 với hai bàn thắng. Ngược dòng cầm hòa khó tin trước Barcelona, Deportivo La Coruña đã lách qua khe cửa hẹp để có mặt tại La Liga mùa giải năm sau. Không có được may mắn như Deportivo La Coruña, E3 dù có được chiến thắng đậm đà 3-0 trước Córdoba nhưng vẫn đành ngậm ngùi cùng chính đối thủ và Almeria xuống hạng. Cũng có được 35 điểm như Granada và Deportivo nhưng E3 kém hơn ở thành tích đối đầu. Đêm qua thì Ligue 1 mùa giải 2014-2015 cũng đã hạ màn. Cuộc Anh đua giành tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa giải năm sau giữa AS Monaco và Marseille được chú ý hơn cả. Dù có được chiến thắng đậm đà 3-0 ngay trên sân nhà trước Bastia, nhưng Marseille đành chấp nhận chơi ở Europa League khi ở trận đấu cùng giờ trên sân của Lorient, bàn thắng duy nhất của Yannick Carrasco đã đem về 3 điểm cùng tấm vé tham dự Cúp C1 châu mùa giải 2015-2016 cho AS Monaco.